Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Và trên tay mình đây là chiếc Redmi Pad. Tính đến nay ấy, thì em nó đã ra mắt tại Việt Nam được 2 tháng rồi. Và mình nghĩ rằng ấy, 2 tháng là khoảng thời gian vừa đủ để chúng ta đưa ra một bài đánh giá chi tiết để bạn thể một cái nhìn dễ dàng hơn trước khi mua chiếc Redmi Pad này nhá. Bởi vì sau 2 tháng sử dụng ấy, chúng ta mới vỡ ra được những điều mà mình nghĩ rằng ấy, trong khoảng toàn là 1 tuần đến 2 tuần đầu tiên chúng ta khó lòng cảm nhận được. Thế nên hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn những cảm nhận của mình về chiếc Redmi Pad đang có đây nhá. Nó có gì hay, nó có gì thú vị và cần lưu ý gì trước khi mua, chúng ta hãy cùng đón xem trong video này. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về phần màn hình nhé, bởi vì với cá nhân mình ấy, màn hình chính là một yếu tố quan trọng nhất trên một chiếc máy tính bảng. Bởi vì sao? Nó sẽ là đóng vai trò mang lại trải nghiệm chính. Khi mà chúng ta mua một mẫu máy tính bảng ấy, thì cái chúng ta cần nhất đó chính là một cái màn hình lớn. Mà màn hình lớn mà nó không làm được ngon ấy, thì khó lòng mà mang lại những trải nghiệm khá tốt được. Và cá nhân mình giá màn hình của chiếc Redmi Pad này nhá, xét về phần thông số hay xét phần trải nghiệm nó đều ngon luôn. Cụ thể khi mà chúng ta xem phần thông số ở đây, các bạn sẽ có kích thước lớn là 10,61 inch. Tiếp theo đó các bạn sẽ có độ phân giải đó chính là 1200x2000. Ngoài ra các bạn sẽ có một tỷ màu cũng như là tần số quét cao 90Hz. Còn nếu mà xét về phần hiển thị ấy, thì mình nghĩ rằng Redmi Pad là một sản phẩm nó cho màu đen rất là sâu luôn. Cụ thể mình có đặt bên cạnh một số sản phẩm khác mình đang dùng như chiếc Legend 5 chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng màu đen của chiếc Redmi Pad này nó tương đối là sâu nhá. Cụ thể nếu mà đặt cạnh ấy, nhìn vào phần viền mình thấy rằng nó gần như nó chìm vào phần viền. Tất nhiên nó vẫn sẽ có một chút màu xám. Ngoài ra có một yếu tố nữa nhá, đó chính em này ấy, Netflix của nó cũng sẽ có chuẩn đó chính là Wi-Fi L1, giúp bạn thể xem trải nghiệm những nội dung trên Netflix với độ phân giải là HD các bạn nhá. Cá nhân mình thấy em này có thể xem được Netflix HD là một điểm cộng nhá. Nếu mà tầm này các bạn lựa chọn một số sản phẩm sách tay ấy, thì chúng ta sẽ chỉ xem được cỡ khoảng tầm là L3 mà thôi, nó là một cái hạn chế. Còn em này thì chúng ta sẽ có chuẩn L1, nó sẽ lợi thế hơn. Tiếp theo là cái tần số quét cao 90Hz ấy, thì mình rằng nó sẽ mang lại những sự khác biệt khi mà chúng ta vuốt ở những cái nền tảng mà nó dài nội dung dọc ấy, dạng như kiểu Facebook hay là các bạn lướt web chẳng hạn, nó sẽ có những sự khác biệt nhất định. Tất nhiên nếu mà so với 60Hz ấy, mình thấy rằng sự khác biệt của nó không quá lớn. Tuy nhiên thì đây vẫn sẽ mang lại một cái trải nghiệm nó mượt mà hơn khi mà chúng ta sẽ chỉ có 60Hz mà thôi. Tuy nhiên chắc chắn là các bạn sẽ có một câu hỏi, tại sao trong một số video các bạn xem review trên mạng ấy, đôi lúc em này có 90Hz nhá, nhưng mà nó vuốt cảm giác vẫn hơi dần một tí, cái animation của nó chưa mượt. Tí nữa mình sẽ giải thích bạn tại sao, cũng như là làm sao để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề giật lag đó. Còn ở đây thì mình sẽ tập trung cái vấn đề hiển thị trước nhá. Em này thì chúng ta cũng sẽ có cái màn hình như bảo rồi, kích thước lớn 10,61 inch và tỷ lệ ở đây sẽ tỉa 5:3. Thế nên khi mà chúng ta dùng ấy, các bạn thao tác chúng ta chia đôi màn hình cũng như là các bạn sử dụng nhiều tab một lúc ấy, nó sẽ tiện hơn đáng kể thay vì những mẫu máy tính bảng màn hình của nó 5:3 hay là một số em khác màn hình của 4:3. Còn bây giờ mình sẽ nói đến yếu tố loa. Cụ thể thì các bạn sẽ có loa Dolby Atmos đây và chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 loa nhá, hai đầu, mỗi đầu hai loa bạn ạ. Và cá nhân mình giá thì đây là một tính năng ăn tiền của mẫu máy này. Cụ thể các bạn ấy, khi mà chúng ta sử dụng, mình khuyên các bạn chúng ta hãy bật cái Dolby Atmos ở trong phần cài đặt lên, nghe âm thanh của nó nhá, sẽ có độ nổi hơn nhất định cũng như là nghe nó cảm xúc hơn. Còn nếu bạn tắt cái Dolby Atmos này đi, các bạn tắt đi đấy, thì khi mà chúng ta nghe cảm giác của nó cực kỳ là bằng luôn, giọng ca sĩ nghe gần như là không có cảm xúc. Còn để mà nói về to hay không ấy, thì mình thấy rằng em này chúng ta sẽ có tổng cộng là 15 mức nhá, 15 mức setup âm thanh khác nhau. Và khi mà chúng ta để mức cỡ khoảng tầm là 80% đến 90% thì mình thấy rằng em này loa của nó không quá là to được các bạn ạ. Cỡ chỉ khoảng tầm là từ 80 cho đến 90 decibel, hơn một tí thôi. Nhưng nếu mà chúng ta tăng lên mức 100% ấy, nghe của nó thực sự là to hơn, rõ hơn và khác bọt hơn rất là nhiều. Về cơ bản mình thấy rằng em này bật loa mắc âm lượng ở trong một cái phòng cỡ 20m² ấy, thì nó là đủ để cho một người dùng nhá. Các bạn đứng ở đầu phòng, loa để ở cuối phòng hay là máy tính để cuối phòng, các bạn vẫn nghe rõ luôn. Hạn chế của em này là gì ạ? Đó chính là phần loa nhá, thì chất âm của nó không quá là hay các bạn. Nói chính xác hơn là chất âm của nó giải mid và giải chép thì làm được. Còn bass ấy, thực sự là mình rất khó nghe âm bass luôn, đặc biệt là trong những bài của như kiểu là của anh cuối tuần ấy, thì mình thấy rằng âm bass của nó kiểu là nghe rất là chán và đập không sâu. Thế nên khuyên các bạn một điều, đó chính chúng ta hãy dùng một app chỉnh EQ, bass của nó nghe có thể cải thiện phần nào. Còn bây giờ mình sẽ giải thích việc là tại sao mà em này đôi lúc chúng ta vuốt ban đầu ấy với animation gốc ấy nó sẽ hơi giật lag, đó chính là do phần giao diện. Còn về phần cấu hình ấy, em này không hề yếu các bạn nhá. Chúng ta sẽ có chip đó chính là Helio G99. Tầm này thì đa số các mẫu điện thoại nó sẽ sử dụng một chip đó chính là Snapdragon 680. Con 680 ấy sẽ yếu hơn con Helio 99 một tí. Còn em này thì bạn sẽ có 3 phiên bản tùy chọn đây nhá. Chúng ta có 3GB RAM, 4GB RAM và 6GB RAM. Thì cá nhân mình thấy ấy, thì nên lựa chọn những phiên bản RAM nó cao hơn. Nhưng mà phổ biến tại Việt Nam hiện tại thì mình thấy rằng đa số sẽ phiên bản 3 cũng như 4GB RAM. Còn đây chính là nguyên nhân mà khiến các bạn vuốt chạm cảm giác nó chưa mượt mà nhá. Đó chính là do cái trình khởi động mặc định, hay chính xác là cái theme mặc định của nó ấy, nó không mượt mà.
Cụ thể khi mình để cái thi mặc định đây, đấy, thì mình rằng những cái thao tác của mình cảm giác là nó khá là chậm cũng như là khá là giật đấy. Cảm giác bấm mở cái, đó chính là cái Chrome, đóng lại, những cái animation của nó rất là chậm luôn. Tuy nhiên nếu mình đổi sang cái Pixel Launcher này đây, cụ thể tên chính xác của nó sẽ là Roadless Pixel Launcher, một cái giao diện rất là nhẹ luôn, cỡ khoảng tầm vài mb thôi, thì những cái animation của nó mình nhận được nó mượt hơn đáng kể luôn các bạn ạ. Theo mình phỏng đoán đấy, đó chính là do cái giao diện mặc định của nó chưa thực sự là tối ưu, cũng như là việc nó ăn nhiều RAM hệ thống, thành ra cái trải nghiệm của nó chưa mượt. Trong khi đó với cái Roadless Pixel Launcher, nó ăn ít RAM hơn, nhẹ hơn, cũng như là mượt mà hơn. Thế nên khi mình mở một cái, đó chính là Facebook nhá, mình đóng lại, animation của nó cũng ok hơn. Tương tự mở YouTube, đóng lại, cũng vậy luôn. Đây là một điều nếu mà bạn để cái trình mặc định của nó sẽ không bao giờ biết luôn. Mà cái Roadless Pixel Launcher đấy thì cũng không khó tải nhá, bạn sẽ chỉ ở việc đó chính là CS Play, chúng ta tải xuống, thế là xong thôi. Một cái app miễn phí ở trên CS Play. Tuy nhiên hạn chế của cái Roadless Pixel Launcher này là gì? Đó chính là chúng ta sẽ bắt buộc phải sử dụng 3 phím điều hướng, cụ thể là 3 phím ở cái hàm bên dưới này. Đây sẽ là một cái hạn chế nếu mà so sánh là giao diện gốc nhá. Giao diện gốc chúng ta có thể dùng thao tác cử chỉ vuốt, tuy nhiên với game này các bạn sẽ phải dùng 3 phím điều hướng bên ngoài. Nhưng với cá nhân mình thấy thì đây là một điều đáng giá, bởi vì sao? Với những trải nghiệm bình thường nó mượt mà hơn, nó ngon hơn, thì tại sao mình không chấp nhận hy sinh những cái cử chỉ thế để đổi lại là chúng ta có một cái trải nghiệm ổn áp hơn rất nhiều. Còn để mà nói về hiệu năng chính xác ấy, thì mình thấy rằng em này chơi những tựa game tốc chiến vẫn chơi được, liên quân vẫn chơi được, chơi ngon lành luôn các bạn ạ. Còn với PUBG ấy, thì chúng ta sẽ chỉ chơi mức max, đó chính là 40 FPS mà thôi. Còn với Genshin các bạn bỏ qua cho mình nhá, bỏ qua Genshin đi, bởi vì tầm này ấy, tầm giá 6 triệu ngay cả điện thoại các bạn trừ khi mua flagship cũ thì nó mới gánh được. Cái phần vỏ của nó là bằng kim loại, thành ra khả năng phá nhiệt ra bên ngoài của nó cũng rất là ngon luôn các bạn nhá. Thế nên đặc biệt là những anh em nào ở Hà Nội ấy, thì đảm bảo rằng chơi trong mùa này quá là phê luôn, chỉ thấy lạnh tay thôi. Còn nói về phần mềm nhá, em này hiện đang chạy trên phiên bản MIUI 13.0.1.4, một phiên bản MIUI mình thấy rằng cũng khá là mới rồi. Còn nếu mà bạn nào đang mong cái phiên bản MIUI 14 ấy, thì chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 4 năm 2023 thì chúng ta mới có phiên bản update dành cho cái mẫu máy tính bảng này được. Cuối cùng là về pin nhá, cá nhân mình giá thì em Redmi Pad này là một cái mẫu máy tính bảng pin của nó trâu luôn. Mặc dù em này màn 10.6 inch, gần 11 inch lận, pin thì cũng có 8.000 thôi, nhưng em này pin rất là trâu luôn. Cụ thể nhá, mình sử dụng bình thường ấy, tính ra mỗi tiếng mình sử dụng đa tác vụ gồm cả chơi game này, sau đó gồm cả lướt web vân vân thì nó sẽ chỉ tốn cỡ khoảng tầm 10% mà thôi. Tính ra các bạn nhìn xem, mình đang có là 2 tiếng 23 phút thời gian sử dụng thiết bị, trong khi đó thời gian pin sử dụng hiện tại của mình ấy vẫn là 79% các bạn nhá. Thành ra em này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đa tác vụ với cỡ khoảng tầm là 9-10 tiếng là một điều bình thường luôn. Và cá nhân mình giá đây là một thời gian sử dụng pin rất là trâu. Tuy nhiên mình lưu các bạn điều nhá, đây là khi chúng ta sử dụng đa tác vụ, còn nếu mà bạn tập trung vào cái việc chơi game ấy thì pin của nó sẽ cỡ khoảng tầm là 6 tiếng mà thôi. Cá nhân mình thấy thì đây vẫn là một thời gian sử dụng pin tốt. Nhưng có một cái bất ngờ các bạn biết là gì không? Nếu mà bạn chỉ sử dụng pin để dùng những tác vụ bình thường nhẹ nhàng như bạn lướt Facebook này, sau bạn xem YouTube này, thời gian sử dụng pin của nó dư sức đạt đến mức 12 tiếng bạn, một thời gian sử dụng pin quá là tốt luôn. Với cá nhân mình thì sẽ chỉ hơi tiếc một điều, đó chính là sạc của nó sẽ chỉ sạc 18W, thành ra sạc cho viên pin 8000 này nó sẽ hơi lâu một tí. Còn lại những yếu tố khác mình muốn kể đến đây nhá, có thể gọi là lia riêng một tí đi. Ví dụ như kiểu là thiết kế đây chẳng hạn. Cái thiết kế này thì các bạn có lẽ là nhìn quá rõ rồi. Cá nhân mình thấy thiết kế này hoàn thiện tốt này, cũng nhờ phần mặt lưng của nó làm kim loại nhá, tản nhiệt rất là ngon khi chúng ta chơi game luôn. Còn lại những cái liên quan đến camera thì mình rằng camera sau, camera trước nó cũng như nhau các bạn ạ, 80 megapixel. Tuy nhiên mình thấy rằng cái ăn tiền đây đó chính là cụm camera trước, cái 80 megapixel của nó, thành ra khi mà chúng ta selfie ấy, thì độ chi tiết của nó sẽ ok hơn. Và mình nghĩ rằng đây một điểm cộng năm này, nhất là khi cụm camera selfie của nó được đặt chính giữa đây các bạn đấy, cụm camera selfie của nó được đặt chính giữa chỗ này, thế nên khi mà chúng ta cầm như này nhá, chúng ta gọi điện nói chuyện với ai nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều, thay vì các bạn cứ cầm dọc như này, nó vừa nặng nó vừa khó chịu đúng không các bạn. Mà trọng lượng của nó cũng không quá nặng được các bạn ạ, sẽ chỉ là 445g mà thôi cho một cụm máy tính bảng gần 11 inch như này, nhẹ nhẹ phải không các bạn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn với em máy tính bảng Redmi Pad này, một cái sản phẩm mình thấy rằng trong tầm giá chính hãng nhá. Lưu ý đây là máy tính bảng chính hãng, thì em này có cấu hình cũng như là màn hình rất là ngon luôn. Khi mà chúng ta xét về thời gian sử dụng pin ấy thì cũng ấn tượng với em này luôn. Các bạn nghĩ sao về em Redmi Pad này? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video sau. Nhớ bấm like cũng như là subscribe ở cái khui ngọng nhá. Mình sẽ làm nhiều hơn với các mẫu máy tính bảng khác nhau. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video sau. Bye bye.